gì? Chitana là chủ ý. Thưa với quý vị, chủ ý là Chetana nha, chứ không phải là Chitana. Quý vị đặt câu hỏi như vậy là chết mấy sư nha. À, nếu nó nằm trong tâm bất thiện, nào cũng đều tạo nghiệp như vậy, người không có chủ ý làm những điều bất thiện. Nhưng vì không biết mà lỡ làm vậy, cho con hỏi có tạo nghiệp không? Về lý thì tội như một đốm lửa, dù trẻ hay già, biết hay không, khi chạm vào đều bị bỏng. Như vậy là đi ngược với giữa có chủ ý và không có chủ ý. À, mong thầy giải thích. Nói như vậy, khi mà có Chetana nó mới tạo nghiệp nha, không có Chetana thì nó không có tạo nghiệp. Nó có một vài trường hợp, ví dụ như đứa con á cho người cha uống thuốc, nhưng mà cái thuốc đó bị đánh tráo, đứa con không biết, mà nó cho rằng là cái thuốc đó là vẫn là thuốc bình thường, và nó cho người cha uống, và người cha chết do cái chuyện đứa con nó cho uống. Thì trong trường hợp đó, đứa con cũng không phạm tội sát sanh và nó cũng không tạo nghiệp. Anh nhớ giùm sư, tại vì nó không có chủ ý. À, hoặc á, là cái này là trong kinh Tạng nè, cái vị trưởng lão ở trong chú giải pháp cú á, là vị trưởng lão phàm nha, vị trưởng lão phàm khi mà đang ngủ á, vị sa di ngồi kế một bên, thì vị này mới cầm cái quạt và quơ, gọi là kêu sa di dậy á, thì quơ chọt, nhưng mà chọt trúng con mắt của vị sa di và vị sa di bị mù. Vị sa di mới một cái tay che mắt và một cái tay đi ra ngoài, sau đó là vừa quét vừa bụm mắt á, rồi quét sân xong rồi đó mới đem khăn rồi đem cây trà răng đến cho thầy của mình. Thì vị sư á mới nói với vị sa di là tại sao mà ông hổn quá vậy, ông đưa ta đưa đồ cho thầy mà ông đưa bằng một tay. Thì vị sa di mới nói là thưa thưa thầy, là tại vì mắt của con hồi nãy là thầy lấy cái cây đó, cái cán quạt á, ngài chọc mù của mắt con rồi, cho nên là con không có đưa hai tay cho ngài được, mong ngài hoan hỷ. Thì vị tỳ kheo hoảng hồn và quỳ sụp xuống sám hối với vị sa di. Thì vị sa di là một vị thánh a la hán, còn vị thầy là một vị phàm. Vị sa di mới nói một câu như thế này là thưa thầy, cái chuyện này thì con sẽ không nói với ai hết, và ở đây đó không có ai bị lỗi cả, mà chỉ có lỗi là do dòng luân hồi, tức là do nghiệp và quả, thì nó tới thời nó chỗ, cho nên đó, là ở đây là không có ai lỗi cả. Và chúng ta phải phân biệt là giữa cái nghiệp á, là giữa cái chuyện mà mình vô ý, tức là không có Chetana, hay là chúng ta tạo nghiệp mà do cái nhân si, tức là cái sự ngu dốt, nó khác. Cái ví dụ mà quý vị nói á, cái hòn gọi là cái cục đá lửa hả, cái hòn sắt nóng á, mình không biết mà mình bóc tay vào vẫn bị phỏng, là cái đó là mình phạm do mình thiếu hiểu biết, tức là nó tương ứng với chuyện mình tạo nghiệp do si. Nghiệp nó có ba cái nhân: một là do nhân tham, hai là do nhân sân, ba là do nhân si. Có những nghiệp mình tạo do nhân si, sư lấy ví dụ như mình tà kiến, hoặc là mình không biết nhân quả là gì hết, giống như một đứa nhỏ đó, nó chơi cái trò là nó bắt bắt con cào cào rồi nó bẻ chân á, thì nó không biết chuyện đó là ác, nhưng cái chuyện nó làm là chuyện ác, nó rõ ràng là nó có chủ ý nha, cho nên mình phải phân biệt được. Hoặc á, là một người mà họ cho rằng cái người mà họ giả dạng thánh nhân á, mà mình cho rằng họ là thánh nhân, rồi mình đi theo, mình thực hành theo con đường của cái người giả thánh nhân đó, mình vẫn đọa địa ngục như thường. Bởi vì sao? Đúng là mình
không biết là người đó phải thánh nhân hay không, nhưng mình có chủ ý thực hành theo con đường của người đó, thì chính cái chủ ý đó tạo nghiệp. Cho nên là chúng ta phải phân biệt nha. À, không biết vấn đề này thì sư Tệ Tường có bổ sung gì hay không? Thưa quý vị, Đại Đức Hạnh Toại cũng đã khéo léo diễn giải cho quý vị hiểu rõ cái từ Chaitana. Sự cái chữ Chaitana là cái từ này lúc mà sư mới tu, thưa quý vị, sư có đọc qua và cũng học qua. Khi mà mình học không có rõ, mình đọc không có nhiều tài liệu đa dạng, thưa quý vị, thì rất là khó hiểu cái từ này. Nó rất là trừu tượng. Thì vừa rồi Đại Đức Hạnh Toại giải thích, sư cũng đồng ý quan điểm đó. Ở đây thì sư chỉ thêm một vài ý, và sư cũng có cái gợi ý cho quý vị để quý vị hiểu rõ thêm từ này thôi. Thì trước tiên là khi mà nói về cái Chaitana, thì trong Tăng Chi Đức Phật có định nghĩa của Bali là Chaitana hằng biết khắc quê căm măng quá đa mí này chư tỳ kheo, Như Lai dạy sự cố ý là nghiệp. Đó chính là cái định nghĩa trong Tăng Chi mà Đức Phật nói đó. Còn thứ hai là cái lời khuyên của sư đến với quý vị. Mặc dù đây Đức Hạnh Toại giải thích đối với sư nha, đối với cái chuyến hiểu sư này, Đức Hạnh Toại giải thích sư đồng ý và sư thấy rõ ràng rồi. Nhưng mà ở đây sư có thêm gợi ý quý vị thôi, là để cho quý vị hiểu rõ tường tận thêm cái từ Chaitana này nè, hay trong vi diệu pháp á, nó thuộc tâm sở tư. Dạ, còn gọi là tâm sở tư đó. Tâm sở tư, vì muốn hiểu rõ bốn cái yếu tố của nó là đặc tính, chức năng, biểu hiện và nguyên nhân gần của nó, và nó rộng hơn nữa để quý vị hiểu tỏ tường, thì quý vị chịu khó sắp tới tham gia cái lớp vi diệu pháp mà căn bản của Đại Đức, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Giống như cái tâm sở tư này nè, ở trong vi diệu pháp á, gọi nó thuộc cái nhóm gọi là biến hành. Yeah. Cái từ biến hành này là nó đi khắp các tâm. Đi khắp các tâm, thưa quý vị. Đúng không? Thì nếu quý vị á, hiểu không có rõ từ này, quý vị sẽ nói ủa nó đi khắp các tâm mà cái nghĩa là hầu như tạo nghiệp hết rồi. Yeah. Thì chính vì như vậy á, quý vị phải hiểu, cần phải học. Và cái thứ hai là như vậy, cái câu hỏi thứ hai là như vậy nè. Quý vị có thể đặt câu hỏi về bạch thưa sư, vậy vị a la hán á có cái Chaitana này không, có cái từ này không? Xin thưa, vị a la hán ngài sử dụng tâm di tác nhưng mà vẫn có Chaitana, nhưng mà tại sao Chaitana này không tạo nghiệp? Dạ, xin thưa vậy, để rõ lại vấn đề trên đó, thì quý vị sắp tới quý vị nên tham gia cái lớp của Đại Đức Hạnh Toại, lớp vi pháp của Đại Đức Hạnh Toại, thì quý vị sẽ hiểu rõ tỏ tường hơn cái Chaitana này. Mặc dù Đại Đức Hạnh Toại cũng với tâm từ và cái sự bi mẫn, cái sự kham nhẫn, giải thích cho quý vị hiểu rõ có một khía cạnh nào đó về cái Chaitana rồi. Còn riêng sư khuyến khích thôi, khuyến học cho quý vị, bởi vì nên học cái rõ hơn cái từ Chaitana này, đúng không? Thì tại vì nó mang lại nhiều lợi lạc. Dạ, xin kết thúc cái câu trả lời này. Dạ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.